Nếu thấy hay các đạo hữu hãy like, share. Để thấy video mới nhất quý đạo hữu click subscribe. Vì cộng đồng quý đạo hữu xem trong mô tả bên dưới video. Mời quý đạo hữu nghe tiếp. Sáng sớm, trên trấn Thanh Vân có không ít thân ảnh di chuyển trên đường cách cửa hàng bên đường đã bắt đầu mở rộng cửa. Bắt đầu một ngày buôn bán của mình. Lúc này trước cửa lục ra, Lam Ngọc Lang ưng xoay quanh bầu trời, lục thiếu du, lục trung, vũ ngọc tiền, vân hồng lăng, tạ trưởng lão. Lục Vô Song và Lục Tiểu Bạch đều ở đây. Cha, mẫu thân, hai người cẩn thận một chút. Lần sau con sẽ tới nhà ngoại công thăm hai người. Lục Vô Song vô cùng không nỡ nói với Lục Đông và hoàng thị. Vô Song, các con cũng phải cẩn thận một chút." Lục Đông nói, "Mọi người từ biệt nhau, vẻ mặt đều không nỡ. Cửa hàng và sinh ý của Lục gia trên cơ bản đã được an bài hết. Hai người Lục Đông, Lục Tây hôm nay đều đi về nhà mẹ đẻ của thê tử mình. Lục Trung, La La Thị, Vân Hồng Lăng, Lục Vô Song thì hôm nay cũng đi về Vân Dương Tông. Thiếu Du, con phải cẩn thận đó. Hai mắt La Lan Thị dưng dưng không nỡ xa Lục Thiếu Du. Mẫu thân, người cứ yên tâm đi. Nhi tử của người không có việc gì đâu. Sau này con sẽ tới Vân Dương Tông thăm người. Lục Thiếu Du nói, hắn cũng không thể để mẫu thân mình ở mãi trong Vân Dương Tông được một khi thực lực phi linh môn lớn mạnh tới lúc đó hắn sẽ tới đón mẫu thân đi phi linh môn lan muội thiếu du trưởng thành rồi nàng không cần phải quá quan tâm tới nó nữa lục chung bên người la lan lúc này mở miệng nói tiểu bạch ngươi cũng cần chiếu cố mình từ nhỏ ta nhìn ngươi lớn lên cũng giống như nhi tử của ta vậy la lan thị nói với lục tiểu bạch phu nhân người cứ yên tâm đi tiểu nhân sẽ chăm sóc bản thân thật tốt còn có thể chăm sóc cho công tử nữa Lục tiểu bạch nói, tiểu tạc, chàng phải nhanh chóng đi vân dương tông thăm thiếp đó. Vân hồng lăng chừng mắt nhìn lục thiếu du, vẻ mặt cũng không nữa. Ta sẽ tới, giúp ta chăm sóc mẫu thân cho tốt. Lục thiếu du nói, thiếp đương nhiên sẽ chăm sóc mẫu thân, chàng cứ yên tâm đi. Vân hồng lăng nhìn lục thiếu du rồi nói, còn nữa. Chàng không được trêu hoa gẹo nguyệt bằng không chàng sẽ chết rất khó coi. Phì Nghe Vân Hồng Lăng nói vậy, La Lan thị và Tạ trưởng lão, Lục Trung đều không nhịn được mà cười. "Ta biết rồi, có mấy vị trưởng bối bên cạnh." Lục Thiếu Du cũng cảm thấy xấu hổ, thiếu chút nữa toát mồ hôi lạnh, quả ớt nhỏ này quả thực nói năng không biết phân biệt trường hợp. "Thiếu Du, rảnh rỗi thì về thăm sư phụ, đừng giống cha con, 20 năm cũng không quay về, ta coi như không có đệ tử như nó." Vũ Ngọc Tiền trừng mắt nhìn Lục Trung lại nói với Lục Thiếu Du, "Con ở bên ngoài tất cả phải cẩn thận." mẫu thân con ở vân dương tông con cứ yên tâm sư phụ liều cái mạng già này cũng sẽ bảo đảm cho mẫu thân con an toàn ở vân dương tông đa tạ sư phụ lục thiếu du nói đệ tử nhất định sẽ nhanh chóng về thăm người được rồi mọi người xuất phát đi cũng không còn sớm tạ trưởng lão nói dưới sự lưu luyến không rời mọi người nhảy lên lưng lam ngọc lang ưng la la thị được lục trung ôm lên lưng lam ngọc lang ưng mà lục thiếu hổ lúc này cũng được lục trung mang theo tiểu tặc nhất định phải nhanh chóng tới tham thiếp và vô song tỷ vân hồng lăng nói xong thân ảnh xinh đẹp tức thì nhảy lên lưng lam ngọc lang ưng thiếu du phải cẩn thận chăm sóc bản thân cho tốt tỷ và hồng lăng sẽ chăm sóc cho tam a di lục vô song nói lục thiếu du mỉm cười gật đầu ý bảo lục vô song đi trước đối với hai vị hôn thế này tuy rằng lục thiếu du không nỡ xa thế nhưng hắn biết đây không phải là lúc phất tay cáo biệt với mọi người, hai cánh lam ngọc lang ưng khẽ rung động, thân thể cao lớn trong nháy mắt biến mất trong không tùng. Nhìn bóng lưng mọi người mãi tới khi biến mất lục thiếu du không khỏi thở dài. Nếu như phi linh môn có thực lực mạnh mẽ thì hà tất hắn phải đem thân nhân đưa đến đó. Thiếu du, sau này lục gia phải dựa vào con rồi. Lục đông nói với lục thiếu du, 15 năm sau, hy vọng tộc nhân lục gia có thể trở lại Trấn Thanh Vân. 15 năm sau hẳn cũng không khác với dự tính lắm. Lục thiếu du thầm nói, trong lời nói cũng có hai tầng ý tứ. 15 năm sau, chuyện tình bảo vật của lục gia cũng đã phai nhạt mà 15 năm sau thực lực của hắn và phi linh môn sẽ càng lớn mạnh tới lúc đó. Một khi có đủ thực lực cũng không cần bận tâm nữa. Thiếu du tứ thúc đi trước đây. Lục Tây nói, trước lục gia lúc này đã có mấy cỗ xe ngựa. Lục gia không có yêu thú phi hành cho nên chỉ có thể dùng ngựa kéo xe thay cho đi bộ mà thôi lập tức lục tây lục đông hoàng thị trần thị tạm biệt lục thiếu du bốn người lên xe ngựa rời đi lục gia to lớn như vậy lúc này hơn phân nửa đã thành phế tích vô cùng vắng vẻ nhìn lục gia lúc này lục thiếu du cũng không khỏi thở dài một hơi tất cả những chuyện xảy ra đã vượt qua sự tưởng tượng ban đầu của hắn lão đại lần này chúng ta trở về cũng nên báo thù nha cái lưỡi tiểu long không ngừng phun ra nuốt vào nói ánh mắt tràn ngập vẻ giận dữ Báo thù cái gì? Lục thiếu du nghi hoặc hỏi tiểu long. Thì đầu cửu đầu yêu giao nha, lần trước nó đuổi theo chúng ta hai tháng, lần này đệ phải giáo huấn nó, đem nó đánh cho bầm dập. Đệ muốn đem sáu đầu của nó chặt bỏ toàn bộ. Khi trước tiểu long trong sơn mạch vụ đô bị đầu cửu đầu yêu giao kia đuổi hai tháng cho nên vẫn vô cùng oán hận cho tới bây giờ. Cửu đầu yêu giao chúng ta cũng nên báo thù rồi lục thiếu du mở miệng cười đầu cửu đầu yêu dao này hắn phải báo thù một chút lần trước từ cổ vực trở về hắn bị cửu đầu yêu dao đuổi tới thành vụ đô lần này nó quả thực không may rồi dù sao đi nữa cũng phải thu thập nó tiểu long vô cùng tức giận nói thấy dáng vẻ của tiểu long như vậy lục thiếu du thầm thay cửu đầu yêu dao lau mồ hôi lạnh có nghịch lân yêu bằng huyết ngọc yêu hồ thái âm yêu thỏ bên người đầu cửu đầu yêu dao kia quả thực không may rồi màn đêm lại buông xuống dưới màn đêm nay trong ngọn núi phía sau lục gia thân ảnh lục thiếu du đã xuất hiện ở trong đó phía sau hắn có chúng thú có thiên sĩ tiết sư huyết tích dịch huyết ngọc yêu hổ, thái âm yêu thỏ thủy hỏa yêu dao nghịch lân yêu bằng về phần thị huyết yêu lăng lục yêu mãng thiểm điện hắc báo đã bị lục thiếu du thu vào không gian thú nang mà hiện tại ba đầu yêu thú này dường như cũng đã sắp tới tứ giai rồi trên vai lục thiếu du là bạch linh đã thu nhỏ lại thân thể vai bên kia là tiểu long mà bên người hắn là lục tiểu bạch lục thiếu du dự định buổi tối xuất phát đi tới cổ vực cũng là để tránh tai mắt của mọi người lúc này ở ngoài lục gia nói không chừng sẽ có không ít thám tử của các thế lực đang theo dõi hướng đi của lục gia tốt nhất vẫn nên cẩn thận một chút giờ lục thiếu du cũng không hy vọng chuyện mình đi vào cổ vực sẽ bị người khác biết ngay Chuyện này đối với hắn vô cùng bất lợi. Công tử, rốt cuộc chúng ta đi đâu? Lục Tiểu Bạch hỏi Lục Thiếu Du từ trước tới nay hắn chưa từng đi đâu ra khỏi Lục gia, lúc này phải rời khỏi trấn Thanh Vân. Lại đi theo bên người công tử cho nên hắn vô cùng hưng phấn. Tới nơi rồi ngươi sẽ biết." Lục Thiếu Du mở miệng cười, tới Phi Linh môn để Lục Tiểu Bạch và Lưu Nhất Thủ liên thủ. Chính là trợ lực lớn cho hắn. "Nam thúc," Lục Thiếu Du đột nhiên nhìn về phía sau nói. "Siêu" một đạo thân ảnh như quỷ mị từ trong trống rỗng hiện ra. Chính là Nam Thúc, Nam Thúc nhìn Lục Thiếu Du một cái rồi lập tức kinh ngạc nhìn đám yêu thú phía sau lưng Lục Thiếu Du, khóe miệng cười khổ nói, xuất phát thôi. Giống, hai cánh thiên sĩ tiết sư dựng lên, thân thể bành trướng tới sáu bảy thước, một cỗ uy áp khuếch tán, lập tức bay lên trên tầng trời thấp. Nam Thúc, chúng ta đi thôi, Lục Thiếu Du nói, được không gian đột nhiên gấp khúc thân ảnh nam thúc nhanh chóng rơi vào trên lưng thiên sĩ tuyết sư. Cường giả quả nhiên không giống bình thường. Lục thiếu du ước ao, chân khí dưới chân chợt lóe bàn chân khẽ điểm một cái, thân thể lập tức rơi vào trên lưng thiên sĩ tuyết sư. Lục tiểu bạch cũng vô cùng hưng phấn nhảy lên lưng thiên sĩ tuyết sư, đây là lần đầu tiên hắn cưỡi yêu thú cho nên vô cùng kích động chúng yêu thú phía sau cũng nhảy lên lưng thiên sĩ tiết sư, nghịch lân yêu bằng, thái âm yêu thỏ, huyết ngọc yêu hổ, thủy hỏa yêu dao lúc này không cần tiến vào thú nang. Cả đám vô cùng vui vẻ. Thiên sĩ tiết sư hóa thành một bóng trắng cực nhanh biến mất tại chỗ. Lục gia to lớn như vậy lúc này cũng chỉ để lại mấy người hầu gan lớn một chút bảo vệ. Lục gia to lớn lúc này có vẻ vô cùng tiêu điều bằng vào tốc độ hiện tại của thiên sĩ tiết sư, không tới một tháng là có thể đi qua sơn mạch vụ đô. Nam Thúc ngồi trên lưng thiên sĩ tuyết sư rồi nói, có lẽ là vậy, phi linh môn nằm ngay sát biên giới cổ vực, đến lúc đó Nam Thúc có thể yên tâm ở phi linh môn dưỡng thương. Có chuyện gì cứ giao cho con đi làm là được rồi. Lục Thiếu Du nói, không giao cho ngươi đi làm thì giao cho ai. Nam thúc chừng mắt nhìn lục thiếu du, lập tức nói, đến lúc đó tìm cho ta một chút dược liệu thương thế của ta cần phải an dưỡng một thời gian rất dài. Nam thúc yên tâm đi, tiểu tử sẽ cố gắng sắp xếp cho người. Lục thiếu du nói, tốc độ thật nhanh, ngồi trên lưng thiên sĩ tuyết sư, lục tiểu bạch sợ hãi than. Tốc độ của thiên sĩ tuyết sư quả thực giống như sấm sét. Lục thiếu du mỉm cười, một lát sau hắn khoanh chân ngồi xuống bắt đầu tu luyện. Chân khí không ngừng vận chuyển trong kinh mạch. Lúc này Lục Thiếu Du đang tu luyện Tam Thiên Lưu Vân Thủ, mỗi một loại vũ kỹ đều từ trong cơ thể mà thi triển ra. Cần phải trải qua một kinh mạch riêng rồi hội tụ lại một chỗ mới có thể tạo ra lực lượng mạnh mẽ. Vũ kỹ thần cấp chỉ cần một hai kinh mạch là được rồi. Vũ kỹ tinh cấp sẽ phức tạp hơn một chút, cần đả thông 3 đến 4 kinh mạch. Về phần vũ kỹ hoàng cấp thì càng thêm phức tạp, phải đả thông hơn 10 kinh mạch chân khí vận chuyển qua 10 kinh mạch cuối cùng hội tụ lại mới khiến cho năng lượng thuộc tính trong thiên địa cộng minh thì mới đạt được uy lực cường hãn. Vũ kỹ huyền cấp thì càng thêm phức tạp, giống như là phủ quang lực ảnh vậy, phức tạp tới mức phải đả thông kinh mạch trên đùi. Trình độ phức tạp không cần nói cũng biết, lúc này lục thiếu du tu luyện tam thiên lưu vân thủ cũng vậy, vũ kỹ huyền cấp trung dai. Cần chân khí tuôn ra từ mấy trăm kinh mạch trong cơ thể hội tụ lại rồi ngưng tụ ra công kích nếu như chỉ cần sai một cái thôi cũng không thể tu luyện thành công hơn nữa chân khí muốn đồng thời từ mấy trăm cái kinh mạch tuôn ra rồi hội tụ trong một chớp mắt cũng không thể thành công được cho nên độ khó của nó vô cùng cao mà mỗi lần ngưng tụ công kích thất bại chân khí tán loạn trong cơ thể cảm giác đau đớn truyền tới chân khí di chuyển khiến cho kinh mạch đau đớn khiến cho lục thiếu du ăn không ít quả đắng lần lượt thất bại lại tiếp tục tu luyện lục thiếu du cũng không phải hạng người tùy tiện buông tha tu vi vũ tướng tu luyện thành công vũ kỹ huyền cấp cũng đã không tồi rồi thế nhưng vũ tướng mà tu luyện vũ kỹ huyền cấp trung giai rất ít người có thể làm được vũ kỹ đạt tới huyền cấp trung giai thì tốc độ đả thông kinh mạch và tốc độ phối hợp vô cùng khó có thể nói là quá khó khăn ví dụ như bình thường lục thiếu du có thực lực vũ tướng tam trọng độ dày rộng của kinh mạch của hắn còn độ dẻo dai thể chất cũng vô cùng tốt. Thế nhưng vũ tướng tam trọng bình thường, kinh mạch và thể chất của họ ngay cả một phần ba của lục thiếu du cũng không bằng. Tu luyện vũ kỹ huyền cấp trung giai chỉ cần thất bại một lần thôi, lực lượng phản lại tuyệt đối không hề dễ chịu. Kinh mạch yếu một chút, trải qua vài lần tu luyện vũ kỹ huyền cấp trung giai thất bại, chân khí phản phệ đủ để khiến cho kinh mạch đứt thành từng khúc. Bạo thể mà chết. Vì vậy nếu như không đủ nghị lực thể chất thì không thể dễ dàng tu luyện vũ kỹ huyền cấp như vậy được. Những điều này đã rất khó. Thế nhưng có thứ so với nó còn khó hơn. Vũ kỹ đạt tới huyền cấp trung giai, uy lực của nó vô cùng khổng lồ, lúc ngừng tụ vũ kỹ thôi động năng lượng vô hình trong thiên địa. Trọng yếu nhất chính là dung hợp năng lượng thuộc tính. Điều này do với sự dung hợp chân khí trong kinh mạch còn khó hơn. Cần một linh hồn lực mẫn cản vì cảm thấy vũ kỹ huyền cấp trung giai này khó tu luyện lại nghĩ tới đẳng cấp của long ảnh tý trong tay hắn là địa cấp lục thiếu du cũng không dám suy nghĩ tới việc tu luyện long ảnh tý tiếp tục tu luyện rồi lại thất bại cơ thể đau đớn thế nhưng lục thiếu du vẫn cố gắng kiên trì ngoại trừ tam thiên lưu vân thủ ra liệt viêm quyền cũng là vũ kỹ huyền cấp trung giai lại thêm liệt không cửu kích ba bộ cũ kỹ huyền cấp trung giai còn có đại địa nộ hống là vũ kỹ huyền cấp sơ giai Lục Thiếu Du biết nếu như hắn muốn tu luyện thành công bốn bộ vũ kỹ này không phải trong thời gian ngắn là có thể thành công. Tiểu tử tu luyện vũ kỹ huyền cấp trung giai không nên cố chấp tu luyện như vậy. Trên lưng thiên sĩ tiết sư, Nam Thúc vẫn nhìn Lục Thiếu Du tu luyện. Trong đôi mắt mờ đục kia thi thoảng hiện lên sự vui vẻ. Nam Thúc vậy thì tu luyện thế nào? Lục Thiếu Du ngừng tu luyện trên trán hắn lúc này mồ hôi chảy xuống như mưa lẽ nào lúc ngươi tu luyện không phát hiện ra điều gì sao vũ kỹ tới cấp bậc này cũng không chỉ đơn giản dựa vào chân khí thôi động là có thể thi triển ra còn cần sự lĩnh ngộ của ngươi nữa nam thúc nói lĩnh ngộ lục thiếu du dường như vô cùng nghi hoặc hỏi lại bất luận một lực lượng gì đều đến từ thiên địa lực lượng ngươi có mạnh hơn nữa cũng không thoát khỏi thiên địa năng lượng thuộc tính ẩn trong thiên địa thực lực của ngươi hiện giờ còn chưa cảm giác được chờ sau khi ngươi tới vũ suất ngũ trọng, có thể sẽ cảm giác được. Tới đẳng cấp đó, nếu muốn đột phá không chỉ đơn giản là chân khí phải đủ mà quan trọng hơn là yếu tố lĩnh ngộ cũng phải đủ. Bằng không ngươi cũng không thể đột phá được. Nam Thúc nói, lĩnh ngộ, lẽ nào Thúc đang muốn nói tới tâm cảnh? Lục Thiếu Du nói, trẻ nhỏ dễ dậy cũng có thể nói như vậy. Vũ kỹ đẳng cấp như huyền cấp trung dai, ngay cả vũ xuất tu luyện cũng vô cùng khó khăn vì nó liên quan tới lực lượng thuộc tính trong thiên địa chỉ khi ngươi lĩnh ngộ nó mới có thể tu luyện thành công cho nên việc lĩnh ngộ lực lượng thuộc tính này người dưới tu vi vũ xuất ngũ trọng căn bản không thể chạm tới nếu như ngươi có thể ở tu vi vũ tướng mà có thể lĩnh ngộ được nó sau này sẽ có chỗ tốt thật lớn thế nhưng muốn bao nhiêu vậy thì phải dựa vào chính ngươi rồi nam thúc nói nam thúc Vậy thì hiện tại con dường như khó mà lĩnh ngộ được thứ đó nha." Lục Thiếu Du nói, điều động lực lượng năm thuộc tính trong cơ thể ngươi, bản thân chậm rãi lĩnh ngộ. Loại lĩnh ngộ này vô cùng đơn giản, chỉ có thể hiểu mà không diễn đạt được bằng lời. Chỉ có thể dựa vào bản thân ngươi mà thôi." Nam Thúc nói, đa tạ Nam Thúc chỉ điểm. Lục Thiếu Du nói, khó trách mấy lần dường như hắn đã thấy dấu hiệu ngưng tụ thành công thế nhưng cuối cùng lại thất bại trong gang tấc xem ra điều này có quan hệ với việc lĩnh ngộ lực lượng thuộc tính trong lời nam thúc nói có chỉ dẫn lục thiếu du nhanh chóng ổn định tâm thần lập tức điều động lực lượng thuộc tính trên người bắt đầu chậm rãi cảm ngộ năm đạo quang mang quanh quần nhất thời tiến vào trong một trạng thái huyền ảo nhìn thấy vậy trong mắt nam thúc hiện lên sự vui mừng thủ ấn nhanh chóng được kết lập tức bắt đầu tu luyện Lục Tiểu Bạch đã sớm tiến vào trạng thái tu luyện, có thể là bởi vì hắn biết thiên phú của mình không tốt, cho nên tu luyện vô cùng khắc khổ khiến cho Nam Thúc vô cùng thỏa mãn. Thời gian chậm rãi trôi qua, ba người cùng với một đám yêu thú trực tiếp đi về phía Sơn Mạch Vụ đô. Thời gian vẫn tiếp tục trôi đi trong một nơi phong cảnh như bức tranh, cây xanh liên tục lác lư giống như một cơn sóng biển dập dờn, một dòng nước chậm rãi chảy qua ngọn núi. Lúc này dưới thác nước có mấy đạo thân ảnh xuất hiện. Có một thân ảnh, quần áo màu đen, ánh mắt lạnh lùng. Khí tức toàn thân như ẩn như hiện khiến cho người khác không dám tới gần, mà người này chính là thôi hồn độc xuất đông vô mệnh. Lúc này bên người thôi hồi độc xuất đông vô mệnh có một nữ tử tuyệt mỹ quốc sắc thiên hương, trên người tỏa ra khí tức quyến rũ, thành thục, mái tóc đen được búi lên đôi mắt đẹp dịu dàng, dáng vẻ chừng 20 tuổi, giống như một vị tiên tử, toàn thân có một cỗ vị đạo không nhiễm khói lửa nhân gian. Y phục trên người có vài phần trương tự với Bạch Linh, thế nhưng Bạch Linh lại có thêm một phần lạnh lùng uy nghiêm. Khí tức lạnh lẽo, nữ tử này chính là quỷ tiên tử Bạch Oánh. Sư phụ tâm đồng vì sao lại đột phá nhanh như vậy? Quả thực là quá kinh khủng một thiếu nữ mặc trang phục khiến cho người ta sôi máu đứng bên cạnh quỷ tiên từ bạch oánh chừng mười mấy tuổi nói y phục màu hồng bó sát người bộ ngực trước người cao vút chiếc váy ngắn vừa vặn bao phủ bộ mông tròn làn kia phía dưới hiện lên một đôi chân dài trắng bóng khiến cho người nhìn vào không khỏi liên tưởng tới cảnh xuân vô hạn trong chiếc váy ngắn kia loại trang phục này quả thực khiến cho người ta sôi máu mà nữ nhân này chính là Bạch Toa Toa không hiểu thế sự luôn cuốn quýt lấy Lục Thiếu Du trước đây. Tâm Đồng là trời sinh độc thể, uy lực khi tu luyện độc công không phải chuyện đùa, hơn nữa bản thân lại có thiên phú cực cao cho nên mới kinh khủng như vậy. Quỷ Tiên từ Bạch oánh quay đầu lại nói với Bạch, "Toa Toa, Tâm Đồng hiện tại mới 13 tuổi, sau lần đột phá này đã là linh tướng tam trọng rồi, quả thực quá kinh khủng." bên người bạch toa toa có một nữ tử mặc cung trang, mắt to, cái miệng nhỏ nhắn, bên mái còn có hai cái lúm đồng tiền, cung trang bao quanh một thân hình lồi lõm. Thoạt nhìn có cảm giác giống như tỷ tỷ nhà bên, người này chính là Phương Tân Kỳ luôn chiếu cố tâm đồng. Lúc này còn có nhan kỳ ở đó, nữ tử mặc y phục thô sơ ở chấn hoa môn ba năm trước lúc này đã trở thành một nữ tử hoa lệ. Đường cong lồi lõm, mấy người lúc này đều nhìn vào một quang mang hắc sắc trong không gian trong quang mang hắc sắc này dường như có độc khí nhẹ nhẹ quanh quần trong không gian, tràn ra một cỗ khí tức khiến tim người ta đập nhanh. Một cỗ khí tức cường hãn chậm rãi kéo lên, bắt đầu đột phá, trong ánh mắt lạnh lùng của thôi hồi độc xuất đông vô mệnh lúc này hiện lên tiêu y hiếm thấy, lúc này cũng có chút kích động nói. Nhìn ngươi kia, có cần kích động như vậy không? Quỷ tiên từ bạch oánh chừng mắt nhìn thôi hồn độc xuất đông vô mệnh nói. Đồ nhi của ta 13 tuổi chính là linh tướng tam trọng. Loại thiên phú như thế này phóng mắt khắp thiên hạ liệu có mấy người, đương nhiên ta phải kích động. Thôi hồn độc xuất đông vô mệnh nói, đó là bởi vì tâm đồng trời sinh là độc thể. Cũng không có một chút quan hệ nào với ngươi. Quỷ tiên từ bạch oánh lại chừng mắt nhìn thôi hồi độc xuất đông vô mệnh nói. Vậy thì là do ta dạy dỗ. Có bản lĩnh thì ngươi cũng tìm một người rồi dạy dỗ đi. Thôi hồn độc xuất đông vô mệnh cười hắc hắc nói. Hừ, quỷ tiên tử bạch oánh chừng mắt hừ nhẹ một tiếng làm cho thôi hồn độc xuất đông vô mệnh cũng không dám nói thêm gì nữa. Trong không gian phía trước, khí tức càng ngày càng mạnh chỉ sau một lát khí tức này khiến cho không gian gợn sóng kịch liệt ba động khí tăng lên giống như thế trẻ tre. Một cỗ uy áp tới tận linh hồn đột nhiên khuếch tán. Phanh, trong không gian đột nhiên vang lên một tiếng trầm muộn đồng thời hắc quang trong không gian phía trước đột nhiên cuồn cuộn, trong nháy mắt bao vây không gian trăm mét chung quanh. Một cỗ khí tức cường hãn kinh khủng tuyệt đối áp lực tỏa ra khiến cho sắc mặt phương tân kỳ. Bạch toa toa cùng với nhan kỳ lập tức đại biến. Một lát sau khí tức này mới bình ổn lại, bắt đầu ổn định. Siêu siêu, trong nháy mắt này, hắc quang đậm đặc mang theo một cỗ khí tức quỷ dị trong nháy mắt co rút lại. Hắc quang co rút lại loáng thoáng nhìn thấy một thân thể nhỏ nhắn xinh đẹp xuất hiện trong tầm mắt mọi người hắc quang trong không gian lúc này cùng với một cỗ năng lượng vô hình trong thiên địa đều bị hấp thu vào trong thân hình nhỏ nhắn kia phù cuối cùng khi đạo hắc quang kia bị thôn phệ vào trong cơ thể nhỏ nhắn kia thân thể nhỏ nhắn xinh đẹp kia khẽ thở ra một hơi đôi mắt mở ra trong đôi mắt to tròn mọng nước kia bắn ra tinh quang khiến cho người khác không dám nhìn thẳng tinh quang trong chốc lát được thu lại sư phụ, bạch oánh tỷ. Tình mang trong mắt thân thể nhỏ nhắn xinh đẹp kia thu lại ánh mắt lập tức nhìn về phía tôi hồn độc xuất đông vô mệnh và quỷ tiên từ bạch oánh. Nàng lập tức đứng đẩy một tiểu nữ tử tuyệt mỹ xinh đẹp xuất hiện trước mặt mọi người. Thần cao chừng một thước năm, một thước sáu. Trên người mặc một chiếc váy màu xanh, mái tóc đen mượt trên đầu, dưới hai hàng lông mi đen nhánh là đôi mắt to tròn, vô cùng khả ái thế nhưng trong lúc mơ hồ lại tỏa ra khí tức khiến cho tim người khác đập nhanh trên mặt mang theo vẻ trẻ con quả thực là một mỹ nhân trong tương lai tâm đồng tốt lắm linh tướng tam trọng phòng trừng lục thiếu du kia cũng không thể cản nổi đồ đệ của ta nữa ha ha chờ sau khi tiểu tử kia về nhất định sẽ há hốc mồm cho coi thôi hồn độc xuất đông vô mệnh đắc ý cười ha hà. sư phụ nói không chừng ca ca so với con còn mạnh hơn Cô gái xinh đẹp này nói nhỏ, mà cô gái xinh đẹp này ngoại trừ Lục Tâm Đồng ra đương nhiên sẽ không còn ai khác. Vậy cũng rất khó, trừ phi hắn tu luyện nhanh như bay, bằng không sao có thể theo kịp trời sinh độc thể như con. Thôi hồn độc xuất Đông vô mệnh mỉm cười, vẻ mặt sừng sốt nói, thế nhưng con nói cũng đúng, thực lực của tiểu tử kia tiến bộ vô cùng kinh khủng. Đồng vô mệnh, thiên phú của tâm đồng quả thực vô cùng tốt thế nhưng dù sao tuổi tác vẫn còn nhỏ, cách đây không lâu ta nhận được tin tức. Trên đại hội tam tông tứ môn 15 năm một lần thiếu du chỉ dùng thực lực vũ tướng nhất trọng đánh bại vũ xuất nhất trọng đoạt được quán quân đại hội tam tông tứ môn. Tin tức này hẳn sẽ không sai. Quỷ tiên từ bạch oánh mỉm cưới nói với thôi hồn độc xuất đông vô mệnh. Cái gì, vũ tướng nhất trọng đánh bại vũ xuất nhất trọng? Thôi hồn độc xuất đông vô mệnh kinh ngạc nhắc lại, bên ngoài đồn rằng Thiếu Du là vũ già toàn hệ, hiện tại các thế lực lớn có lẽ đã biết đến tin tức này. Thế nhưng bọn họ có lẽ không nghĩ tới Thiếu Du lại là trưởng môn của phi linh môn chúng ta. Quỷ tiên từ bạch oánh nói, vũ tướng nhất trọng đánh bại vũ xuất nhất trọng, tiểu tử này quả thực quá dọa người. Thôi hồn độc xuất đông vô mệnh thất thần, có vẻ cực kỳ kinh hãi đối với chuyện Lục Thiếu Du là vũ giả toàn hệ hắn cũng không kinh ngạc bởi vì hắn đã sớm biết việc này. Ca ca đúng là lợi hại. Lục Tâm Đồng vui vẻ không ngớt rồi nói. Bạch Oánh Tỷ, ca ca ta có lẽ cũng sắp trở về rồi đúng không? Gần ba năm không gặp ca ca. Trong lòng nàng nhớ hắn không ít. Mà bởi vì Lục Thiếu Du gọi Bạch Oánh là Bạch Oánh Tỷ cho nên Lục Tâm Đồng cũng gọi theo như vậy. Có lẽ sẽ rất nhanh thôi. Quỷ tiên tử, Bạch Oánh mỉm cười nói hắn phủi tay làm trưởng quầy lâu như vậy hiện tại cũng nên trở về rồi. Hơn hai năm nay khiến ta phải xuất bao nhiêu lực, để cho tiểu tử kia trở về nhìn xem một chút, trong khoảng thời gian này khổ cực cho ngươi rồi. Thôi hồn độc xuất đông vô mệnh quay về phía quỷ tiên tử bạch oánh nói. Trong lòng hắn vô cùng rõ ràng. Bởi vì hắn nên quỷ tiên tử bạch oánh mới tới phi linh môn. Cũng không phải là khổ cực đôi mắt xinh đẹp của quỷ tiên từ bạch oánh nhìn về phía thôi hồn độc xuất đông vô mệnh trong đôi mắt có một sự nhu tình khó có thể nhìn thấy được tham kiến hai vị cung phụng lúc này một thân ảnh mập mạp chạy tới người này vóc dáng không cao thế nhưng nhìn người hắn lúc này có lẽ phải tới 200 cân lưu nhất thủ có chuyện gì mà vội vã như vậy quỷ tiên từ bạch oánh hỏi người này chính là lưu nhất thủ khi trước mới vào phi linh môn lưu nhất thủ này gầy như que củi thế nhưng hiện tại có lẽ là bởi vì sinh hoạt trong phi linh môn vô cùng tốt ăn được cho nên thể trọng nhanh chóng tăng lên từ một que củi trở thành một con lợn mà lúc này tam nữ nhan kỳ phương tân kỳ bạch toa toa nhìn thấy lưu nhất thủ đều không nhịn được mà cười vốn lưu nhất thủ này lớn lên khuôn mặt chỉ có dùng từng hèn mọn để hình dung thế nhưng hiện tại đột nhiên béo phì toàn bộ mặt mũi đã bị biến dạng hàng lông mi trên mắt lúc này chỉ nhìn thấy một điểm đen còn có đôi mắt nhỏ kia lúc này mở ra cũng khiến cho người ta có cảm giác là đang hiếp hắn vô cùng buồn cười mấy năm nay lưu nhất thủ này quả thực vô cùng có danh tiếng toàn bộ địa phương sát biên giới sơn mạch vụ đô không ai không biết tới lưu nhất thủ đây chính là nhân vật phong vân của địa vực sát sơn mạch vụ đô chỉ cần một câu nói của Lưu Nhất Thủ đủ khiến cho địa vực sát sơn mạch vụ đô nổi lên sóng gió. Bạch Cung Phụng, hôm trước tiểu nhân đi vào Trấn Hoa Môn và Trấn Đoàn Sơn thì phát hiện ra gầy đây dường như có không ít thế lực đang tiến vào. Âm thầm là một chút chuyện mờ ám. Tin tức từ Sơn Mạch Vụ Đô truyền lại trong môn có nói, trong đám người này không thiếu các cường giả trực tiếp dùng giá thấp thu mua dược liệu trong sơn mạch vụ đô, dòng binh đoàn không bán sẽ ra tay uy hiếp, điều này gây ra ảnh hưởng đối với chúng ta không nhỏ. Lưu Nhất Thủ nói, đã điều tra ra chưa? Đây là thế lực nào? Sắc mặt quỷ tiên từ bạch oánh trầm xuống, hỏi, bẩm cung phụng, hẳn là người quỷ vũ tông. Trong đó dường như còn có một chút thế lực hỗn loạn. Lưu Nhất Thủ trả lời, trước tiên tiếp tục điều tra, nếu không có động tĩnh lớn, không cần để ý để cho bọn chúng thu nhiều một chút chờ sau khi lá gan bọn chúng lớn hơn chút nữa, sẽ một mẻ bắt hết bọn chúng. Hàn ý trong mắt bạch oánh hiện lên, đệ tử sẽ làm theo tôn chỉ của cung phụng, đệ tử xin cáo lui. Lưu nhất thủ lập tức đi luôn, trước mặt hai vị cung phụng hắn cũng không muốn ở lâu. Khí tức vô hình trên người hai vị cung phụng khiến cho hắn thiếu chút nữa hô hấp khó khăn. Quỷ vũ tông rốt cuộc không nhịn được nữa rồi, sắp bắt đầu rồi sao? Lưu nhất thủ rời đi thôi hồn độc xuất đông vô mệnh bên người quỷ tiên tử bạch oánh nói nhỏ. Bọn hắn đã nhẫn nại không tồi rồi thế nhưng phi linh môn hiện tại không phải là thứ mà quỷ vũ tông của bọn hắn có thể dây vào. Nếu động vào thì sẽ phải trả một cái giá lớn. Quỷ tiên từ bạch oánh nói. Trong sơn mạch vụ đô, núi non liên miên, những cánh rừng mênh mông vô bờ như biển cả sáng sớm trong sơn mạch được bao phủ bởi một tầng sương mù mỏng mặt trời còn chưa xuất hiện gió từ trên núi thổi xuống mang theo cảm giác mát mẻ lá cây trong gió khẽ đung đưa phát ra âm hưởng nhẹ nhàng lúc này trong một khe sâu trong sơn mạch có hai cỗ khí tức cường hãn nhanh chóng kéo lên trong khe sâu thân ảnh của hai đầu yêu thú khổng lồ thấp thoáng hiện ra hai cỗ khí tức xuất hiện khiến cho đám yêu thú trong sơn mạch lập tức chạy ra xa Yêu thú lớn gan hơn một chút thì trực tiếp trốn trong sơn động không dám ra ngoài. Nhìn vào bản thể của hai đầu yêu thú khổng lồ trong khe sâu, khóe miệng Lục Thiếu Du hiện lên một chút tiếu ý. Không nghĩ tới Thái Âm yêu thỏ và Thủy Hỏa yêu giao lại đột phá cùng lúc. Tốc độ đột phá của chúng nó quả thực vô cùng nhanh. Yêu thú trong mật địa của Vân Dương Tông nếu như toàn bộ đều thả ra ngoài, phòng trừng tốc độ đột phá đều kinh khủng như nhau nam thúc nhìn hai đầu yêu thú trong khe sâu khẽ nói lục thiếu du mỉm cười thái âm yêu thỏ đột phá đã là yêu thú ngũ giai hậu kỳ thủy hỏa yêu giao đột phá là ngũ giai trung kỳ thực lực không thể nghi ngờ chính là đại tăng chi chi tê tê hai đầu yêu thú khổng lồ hầu như cùng rít lên một tiếng không phân biệt được trước sau khí tức kinh người nhanh chóng khuếch tán thể tích hai đầu yêu thú khổng lồ này cũng nhanh chóng tăng vọt khí tức khuếch tán không gian trong khe sâu lúc này cuộn sóng khí tức của thái âm yêu thỏ đột phá bình cảnh đầu tiên khí tức cuồng bạo khiến cho chúng thú chung quanh phủ phục run rẩy lập tức khí tức của thủy hỏa yêu giao cũng đã đột phá trên hai cái đầu lớn kia một cỗ hơi nước cùng với hỏa lãng giao hòa với nhau vô cùng quỷ dị khí tức một lúc lâu sau mới bình ổn trở lại, mà lúc này, hai đầu yêu thú khổng lồ nhanh chóng rút nhỏ thân thể, trong nháy mắt nhảy lên khỏi khe sâu. Yêu vương, chủ nhân, chúng ta đã đột phá xong, có thể tiếp tục xuất phát. Thái âm yêu thỏ, thủy hỏa yêu giao đi tới bên người lục thiếu du tiểu long. Bạch Linh rồi nói, tiếp tục xuất phát, lục thiếu du thỏa mãn nói. Thiên sĩ tiết sư lập tức dương cánh bay đi. Hôm qua thái âm yêu thỏ và thủy hỏa yêu giao đã tới sát biên giới đột phá cho nên mọi người phải dừng lại để cho hai đầu yêu thú. Này đột phá, công tử, bao lâu nữa chúng ta mới có thể tới nơi? Lục tiểu bạch hỏi lục thiếu du, còn 5-6 ngày nữa là có thể tới rồi. Lục thiếu du nói, hiện tại đã đi vào sâu trong sơn mạch vụ đô. Tốc độ của thiên sĩ tuyết sư hiện tại chỉ cần 4-5 ngày là có thể tới phi linh môn. Lão đại! chúng ta cũng nhanh đến địa bàn của cửu đầu yêu giao kia thôi. Tiểu Long ngẩng đầu lên, dọc đường đi không biết bao nhiêu lần nó nhắc Lục Thiếu Du tìm cửu đầu yêu giao báo thù. Hẳn là hai ngày nữa sẽ tới. Lục Thiếu Du mỉm cười, cửu đầu yêu giao này khi trước đuổi hắn lâu như vậy, lúc này quả thực nên tính sổ một chút. Huyết tích dịch, mang ta đi tới xào huyệt trước đây của các ngươi một chút, ta phải tính sổ với cửu đầu yêu giao kia cái lưỡi của tiểu long không ngừng phun ra nuốt vào, có vẻ vô cùng hưng phấn. Lần trước lão đại của nó phải chịu đựng chạy trốn, lần này nhất định phải báo thù. Huyết tích dịch không khỏi lo lắng cho cửu đầu yêu dao, cũng chỉ có thể âm thầm cầu khẩn cho cửu đầu yêu dao mà thôi. Cưỡi trên lưng thiên sĩ tuyết sư. Lục thiếu du nhìn kỹ không gian phía dưới, lần trước đi cổ vực so với lần này hoàn toàn không giống nhau. Núi non phía dưới thỉnh thoảng có thể thấy được một ít dòng binh đoàn có thực lực vũ sư, Lục Thiếu Du cũng lười xuất thủ thôn phệ. Thực lực như vũ sư đối với hắn mà nói không có một chút tác dụng, vô cùng yếu. Cho dù thôn phệ cũng không có hiệu quả quá lớn, nghĩ tới mấy ngày nữa là có thể tới Phi Linh môn, khóe miệng Lục Thiếu Du rốt cuộc hiện lên sự vui vẻ. Không biết tiểu nha đầu tâm đồng kia tu luyện độc công thế nào rồi có lẽ do trời sinh thể cho nên tốc độ tu luyện của tiểu nha đầu này hẳn sẽ rất nhanh. Đối với thực lực hiện tại của phi linh môn, lục thiếu du cũng rất chờ mong, thời gian trôi qua rất nhanh. Đã hơn 2 năm rồi, hiện tại có quỷ tiên từ bạch oánh tọa chấn. Phòng trường thực lực của phi linh môn cũng cường hãn không ít. Lần này hắn tiến vào cổ vực lần nữa cần phải nhanh chóng đề thăng thực lực mới được. Nghĩ tới chuyện này, lục thiếu du không khỏi thở dài bản thân hắn lại tiếp tục tu luyện vũ kỹ một mặt tu luyện một mặt lĩnh ngộ quả thực điều này khiến cho lục thiếu du tuy rằng ở trên lưng thiên sĩ tuyết sư những cũng không thiếu chuyện để làm trên phương diện lĩnh ngộ lục thiếu du vẫn không có cảm giác gì để có thể cảm giác được sự tồn tại của năng lượng thuộc tính lục thiếu du cũng không biết mình nên làm như thế nào thế nhưng việc lĩnh ngộ năng lượng thuộc tính lục thiếu du cũng không cần gấp gáp cho lắm có thể một ngày nào đó linh cảm chợt lóe là hắn có thể lĩnh ngộ được năng lượng thuộc tính. Tiếp tục tu luyện, thời gian nhanh chóng trôi qua, Nam Thúc Bạch Linh, Lục Tiểu Bạch còn có Tiểu Long đều đang tu luyện. Trong một dãy núi liên miên trong sơn mạch vụ đô, bốn phía vũ khí quanh quần, đại thủ che trời dày đặc lộ ra một mảnh xanh ngắt. Trong sơn mạch vụ đô lại xuất hiện một nơi như thế này tuyệt đối khiến cho người ta kinh ngạc. Trong sơn mạch vụ đô đều là các quần sơn vây quanh ngọn núi cực kỳ khó gặp. Trong ngọn núi này, linh dược kỳ chân so với những địa phương thì nhiều hơn gấp bội. Có đôi khi trên núi chỉ cần đi hai bước là có thể hái được linh dược. Thế nhưng chỉ cần là dòng binh đoàn có chút hiểu biết cũng biết rõ linh dược ở trên ngọn núi này so. Với những nơi khác nhiều hơn, thế nhưng lại không dám tiến vào. Trước đây có đám người dòng binh đoàn khác lá gan lớn hơn một chút thực lực cũng không tệ tiến vào. Cho tới bây giờ còn chưa đi ra được không ít dòng binh đoàn có chút hiểu biết đều hiểu rõ, ngọn núi này không phải là địa phương bình thường. Đây chính là địa bàn của yêu vương trong sơn mạch vụ đô, trước đây có một đầu yêu vương thạch vượn còn đỡ. Thỉnh thoảng còn có một ít dòng binh đoàn đục nước béo cỏ hái được một chút dược liệu. Sau này có một đầu cửu đầu yêu dao tới đây thì khó khăn hơn gấp bội. Đầu cửu đầu yêu dao này dường như không thích nhân loại, đối với dòng binh đoàn hạ thủ không lưu tình mà từ hơn 2 năm trước không ít dòng binh đoàn kêu khổ không ngừng, bởi vì đầu cửu đầu yêu dao này không biết bị làm sao cứ thấy nhân loại là giết. Đừng nói là tới trên ngọn núi này, cho dù là ở ngoài ngọn núi, nếu như bị nó nhìn thấy, tức thì sẽ có một đám lớn yêu thú vây quanh. Nói chung, từ hơn 2 năm trước trong sơn mạch vụ đô này nguy hiểm hơn. Dòng binh đoàn trước đây chỉ cần không tới khu vực nguy hiểm là không có nguy hiểm quá lớn cơ hội đụng đầu với ba đầu yêu vương trong này vô cùng nhỏ. Thế nhưng hiện tại lại không giống như trước. Cho dù là sát biên giới với sơn mạch vụ đô, có đôi khi sẽ có dòng binh đoàn bất hạnh bị một đám yêu thú vây quanh. Theo nguồn tin từ một số người, cửu đầu yêu giao trong sơn mạch vụ đô này hai năm trước bị một nhân loại quấy nhiễu, cuối cùng còn để người nọ chạy mất. Vốn đầu cửu đầu yêu giao này đã thống hận nhân loại rồi cho nên sau đó càng thêm thống hận hơn bình thường lúc rảnh rỗi sẽ tự mình mang theo yêu thú đánh chết những rong binh đoàn trong sơn mạch vụ đô vì vậy có không ít rong binh đoàn mắng to không biết là kẻ nào trêu chọc cửu đầu yêu giao này làm hại đám người bọn họ không được sống yên ổn trong hai năm này bởi vì cửu đầu yêu giao kia cho nên số lượng rong binh đoàn tiến vào trong sơn mạch vụ đô giảm đi non nửa không ít người đều sợ chết tiến vào sơn mạch vụ đô là phải chuẩn bị tinh thần gặp phải cửu đầu yêu giao đến lúc đó có thể ngay cả trốn cũng không thoát cũng bởi vì như vậy dẫn đến số dược liệu bị hái trong sơn mạch vụ đô bị giảm đi dược liệu khan hiếm cho nên giá dược liệu ở địa phương sát biên giới sơn mạch vụ đô tăng lên gấp đôi thế nhưng muốn thu mua một chút dược liệu thì cũng vô cùng khó khăn điều này khiến cho giá đan dược cũng tăng lên gấp đôi Vốn một viên nhị phẩm đan dược chỉ có 3 đến 400 kim tệ thế nhưng hiện tại giá một viên đan dược nhị phẩm đã tới 7-800 kim tệ. Điều này khiến cho đám thương nhân buôn bán đan dược đều líu lưỡi thầm than mình không chữ hàng, bằng không thì kiếm lớn. Sâu trong sơn mạch vụ đô tại nhọn núi cao nhất. Sơn trắng lượn lờ, trong ngọn núi này, chính là nơi tụ tập của đám yêu thú, cũng chính là nơi nhiều yêu thú nhất trong sơn mạch vụ đô mà ở phía xa thỉnh thoảng còn có thể nghe được tiếng thú giống từ ngọn núi này yêu thú ở đây yêu thú tam giai vô cùng nhiều thế nhưng yêu thú tứ giai thì ít ỏi yêu thú đột phá tứ giai ngưng tụ yêu đan không phải là một chuyện dễ dàng vì vậy đại bộ phận yêu thú sau khi đột phá tam giai hậu kỳ đều phải dừng lại gần đây không có một nhân loại nào dám tiến vào gần ngọn núi này thế nhưng hôm nay đột nhiên có một tiếng xé gió rất nhỏ vang lên chợt một đầu yêu thú màu trắng khổng lồ từ xa nhanh chóng bay tới mà trên lưng đầu yêu thú màu trắng này có mấy thân ảnh thấp thoáng sau khi tới gần ngọn núi nhìn kỹ thì trên lưng này có mấy cánh tay là lục thiếu du nam thúc lục tiểu bạch còn có một đám yêu thú thu nhỏ thân thể và khí tức của bản thân sau khi từ trong miệng huyết tích dịch biết được xào huyệt của cửu đầu yêu dao lục thiếu du một đường đi tới nhìn chăm chăm vào ngọn núi lục thiếu du khẽ nhíu mày tâm thần tỏa ra lúc này hắn mới biết được yêu thú ở đây không ít cũng có không ít linh dược huyết tích dịch trước đây ngươi từng gặp mặt cửu đầu yêu dao ở đây sao lục thiếu du hỏi huyết tích dịch đang ngồi xếp bằng đằng sau huyết ngọc yêu hồ chủ nhân cửu đầu yêu dao thạch vượn còn có yêu nghiêu một sừng đều ở bên trong trước đây ta cũng thường hay ở trong đó huyết tích dịch nói với lục thiếu du thiếu du, cửu đầu yêu dao này cấp bậc gì? Huyết mạch của cửu đầu yêu dao cũng không thấp khí tức hung hãn. Quả thực cũng được coi là một yêu thú không tồi. Dọc đường Nam Thúc cũng nghe thấy Lục Thiếu Du và Tiểu Long thương lượng chuyện sẽ đối phó với cửu đầu yêu dao. Cho nên có chút kỳ quái. Hai năm trước nó là ngũ giai trung kỳ, không biết hiện tại có đột phá hay không. Lục Thiếu Du nói, ngũ giai trung kỳ, hơi thấp một chút. Nam Thúc nói, yêu thú ngũ giai trong mắt hắn, quả thực không tính là cái gì. Cửu đầu yêu dao này đã đột phá, hiện tại đã tới ngũ giai hậu kỳ. Bạch Linh nhìn về phía ngọn núi, tâm thần đảo qua, lập tức nói: Ngũ giai hậu kỳ rồi sao? Lục thiếu du nao nao, cửu đầu yêu dao này đột phá tới ngũ giai hậu kỳ có lẽ khó đối phó hơn một chút thế nhưng cũng chỉ khó hơn một chút sơ với ngũ giai trung kỳ mà thôi trung quy đối phó với cửu đầu yêu giao bây giờ đối với hắn mà nói cũng không phải việc khó lão đại chúng ta vào thôi trước tiên đem tấm da trên người cửu đầu yêu giao lột xuống không cần chúng ta chỉ cần gọi một tiếng nó sẽ tự mình đi ra đây lục thiếu du mỉm cười lần trước hắn khiến cho cửu đầu yêu giao kia tức giận như vậy bằng vào tính tình của cửu đầu yêu dao kia khi nghe được thanh âm của hắn tuyệt đối sẽ bật người lao tới đến lúc đó trực tiếp động thủ là được nói xong lục thiếu du ngẩng đầu nhìn về phía ngọn núi lập tức hét lớn cửu đầu yêu dao mau ra nhận lấy cái chết trần khí hỗn loạn quanh quần trong hư không từng âm ba lan tràn về chung quy nơ tạo thành thanh âm quanh quần trong không gian mà lúc này ngay khi thanh âm vừa dứt một tiếng gầm lớn trong nháy mắt truyền đến ngao trong nháy mắt không gian đột nhiên rung động kịch liệt một tiếng giống lớn từ trong ngọn núi truyền ra. Lập tức trong ngọn núi có một cố khí lưu vô cùng lớn giống như cuồng phong bắn tới khiến cho không gian đột nhiên gợn sóng. Nhân loại đáng chết ta vừa nghe thanh âm này đã biết là ngươi, không nghĩ tới ngươi còn dám tới đây khiêu khích ta. Tiếng gầm gừ vang lên một lúc một tiếng hét lớn giống như tiếng sấm từ trong ngọn núi truyền ra, thanh âm hóa thành âm ba sau đó nhanh chóng khuếch tán. Tiếng hét vừa dứt thành âm cánh vỗ vang lên mang theo uy thế cường hãn xuất hiện. Lập tức một đầu yêu thú khổng lồ xuất hiện trong bầu trời. Thân thể đầu yêu thú này chừng hơn 400 thước. Cả người được lân phiến màu đỏ bao phủ, có năm cái đầu vô cùng dữ tợn, 10 con mắt lộ ra hung quanh, trên thân thể còn có một đôi cánh màu đỏ, hai cánh mở rộng. Dài chừng hơn 400 thước, cửu đầu yêu dao, lục thiếu du mỉm cười, ánh mắt nhìn cửu đầu yêu dao lúc này năm đầu của cửu đầu yêu dao đã bằng nhau cũng tượng chung cho việc đột phá tới ngũ giai hậu kỳ khí thế so với trước đây cũng mạnh hơn nhiều cửu đầu yêu dao khổng lồ xoay quanh trong bầu trời vẻ mặt lục tiểu bạch lúc này vô cùng kinh ngạc yêu thú này toàn thân dữ tợn tràn ngập sát khí khiến cho tim hắn đập nhanh nhìn đầy yêu thú khổng lồ trên bầu trời ánh mắt nam thúc khẽ liếc một cái cũng không để ý nữa mà bạch linh tu nhỏ lại thân thể cũng chỉ tùy tiện liếc nhìn một cái cửu đầu yêu dao xoay quanh bầu trời ánh mắt hung hăng đảo qua đám người lục thiếu du lục tiểu bạch còn có nam thúc nhân loại đáng chết ngươi tìm người tới giúp đỡ sao thảo nào dám tới đây hôm nay bản yêu vương nhất định sẽ cho ngươi có đến mà không có về ánh mắt hung hăng nhìn về phía lục thiếu du lúc này cửu đầu yêu dao đã đột phá tới ngũ giai hậu kỳ cho nên cũng có không ít tự tin ngao, nói xong ánh mắt mắt hung hăng đảo qua đám người lục thiếu du một cái cửu đầu yêu dao ngẩng đầu lên trời rít lên một tiếng. Siêu siêu, tức thì trong ngọn núi có vô số tiếng yêu thú giống truyền ra. Đồng thời trong ngọn núi, mặt đất chấn động hơn 10 đạo khí tức khổng lồ phóng lên cao, một đám yêu thú phi hành nhanh chóng bay tới. Yêu thú phi hành khổng lồ, thân thể chừng 200 thước nhị dai, tam giai tổng cộng cũng có hơn 200 đầu. Mà lúc này trên mặt đất dưới ngọn núi mơ hồ cũng có hơn một nghìn yêu thú chạy tới. Yêu thú tam giai có hơn hai trăm đầu, còn lại đều là yêu thú nhị giai. Trong đám yêu thú này cũng có năm đầu yêu thú khổng lồ, trong đó có hai con yêu thú lớn nhất. Một đầu cự vượn chừng 150 thước, trên thân thể được bao phủ bởi bộ lông màu trắng giống như một tảng đá còn có một đầu yêu thú cạnh đầu thạch vượn này toàn thân màu đen, trên đầu có một cái sừng, hai lỗ mũi so với đầu của trẻ con còn lớn hơn, ánh mắt hung dữ. Thể tích không kém đầu thạch vượn kia. Lục thiếu du nhíu mày. Hai đầu yêu thú này chính là thạch vượn yêu vương và độc giác yêu nghiêu. Từ khí tức có thể nhận ra thạch vượn yêu vương khi trước là ngũ dai sơ kỳ lúc này đã đột phá tới. Ngũ dai trung kỳ độc giác yêu nghiêu kia khi trước là tứ giai hậu kỳ lúc này cũng đã đột phá tới ngũ giai sơ kỳ có thể nói ba đầu yêu thú này đều có đột phá mà lúc này bên cạnh thạch vượt yêu vương và độc giác yêu nghiêu cũng có một đầu yêu thú tứ giai trung kỳ và hai đầu yêu thú tứ giai sơ kỳ giống giống hơn nghìn yêu thú giống lên tiếng thú giống không dứt bên tai đây chính là đại bản doanh của yêu thú trong sơn mạch vụ đô công tử thật nhiều yêu thú nha Lục Tiểu Bạch nhìn thấy cảnh tượng này đương nhiên là có chút hiếu kỳ cùng với kinh ngạc. Hơn một ngàn đầu yêu thú khổng lồ xuất hiện, khí thế vô cùng đồ sộ. Mà động tĩnh ở đại bản doanh của đám yêu thú cũng khiến cho không ít song binh đoàn ở phụ cận chú ý. Nhân loại, ngày hôm nay ngươi chết chắc rồi, ta nhất định phải nuốt sống ngươi. Cửu đầu yêu dao đắc ý rít lên một tiếng. Cửu nhân mà nó tìm mấy năm rốt cuộc hôm nay cũng gặp được. Lúc này trong lòng cửu đầu yêu giao nghĩ lập tức có thể nuốt sống nhân loại trước mắt giải hận. Cũng không biết được ngày hôm nay cũng chính là ngày bi thảm của nó, cũng là ngày cuối cùng nó sống. Hừ, cửu đầu yêu giao, hôm nay ta không lột da của người ta không về. thân thể nhỏ nhắn của Tiểu Long lập tức nhảy lên đầu nghịch lân yêu bằng, trong ánh mắt có chút tức giận nói. Tiểu bất điểm, trên người ngươi có yêu hoàng khí. Ta không muốn đối phó với ngươi, ngươi đi đi. Người ta muốn đối phó chính là đám nhân loại này. Cửu đầu yêu dao nhìn Tiểu Long nói. Lần trước nó đã cảm nhận được khí tức của Tiểu Long cho nên cũng không dám hạ thủ. Khí tức uy áp tới từ sâu trong linh hồn cũng khiến cho tim nó đập nhanh. Cửu đầu yêu dao chỉ sợ ngươi không có cơ hội đó rồi. Lục thiếu du mỉm cười. Cửu đầu yêu dao tuy rằng đã đột phá tới ngũ giai hậu kỳ, huyết mạch cũng cực cao thế nhưng so với thái âm yêu thỏ, huyết ngọc yêu hổ thì huyết mạch kém xa. Có lẽ cửu đầu yêu giao cũng mới đột phá gần đây, thực lực tăng lên ngũ giai hậu kỳ cũng chưa được bao lâu, có lẽ cũng bằng với thái âm yêu thỏ. Nghịch lân yêu bằng đã sớm là yêu thú ngũ giai hậu kỳ đỉnh phong, chỉ cần nó cũng đã đủ rồi. Hơn nữa lại thêm thái âm yêu thỏ thì đầu cửu đầu yêu giao này tuyệt đối sẽ rất thảm. Nhân loại đáng chết ta sẽ khiến cho ngươi hối hận cửu đầu yêu dao cả giận nói. Thân ảnh khổng lồ đột nhiên chấn động, lập tức thân ảnh lao thẳng về phía trước. Nghịch lân yêu bằng lên cho ta. Lúc này, tiểu long đứng đầu quát to một tiếng. Rát rát, trong khoảng khắc một tiếng thú minh vang vọng không trung trên lưng thiên sĩ tuyết sư. Nghịch lân yêu bằng vốn thu nhỏ thân thể cùng khí tức của mình trong nháy mắt nhảy lên. Đồng thời thân thể nhanh chóng bành trướng thân thể cao lớn so với cửu đầu yêu dao kia còn lớn hơn một chút dưới uy thế khuếch tán lúc này lập tức tập trung vào người cửu đầu yêu dao cửu đầu yêu dao đang muốn công kích về phía lục thiếu du thế nhưng bỗng nhiên gặp phải sự cản trở của nghịch lân yêu bằng cảm nhận được khí tức mạnh mẽ và uy áp tức thì công kích của nó chậm lại cửu đầu yêu dao muốn chết ngay khi cửu đầu yêu dao chậm lại nghịch lân yêu bằng không chút khách khí lao tẳng tới dưới uy thế mạnh mẽ, từng đạo phong nhận trong lân phiến màu đen lập tức bổ về phía cửu đầu yêu dao. Ngũ giai hậu kỳ đỉnh phong, cửu đầu yêu dao vô cùng kinh hãi, khí tức của đối phương hơn xa nó, tức thì thân thể to lớn lập tức thối lui, nói, nghịch lân yêu bằng. Sao ngươi phải giúp nhân loại? Đó là lão đại của yêu vương, ngươi muốn giết lão đại của yêu vương thì ngươi phải chết. Nghịch lân yêu bằng hét lớn một tiếng, thân thể to lớn lập tức đuổi theo lúc này tiểu long đang đứng trên người nghịch lân yêu bằng không ngừng phun ra nuốt vào nói nghịch lân yêu bằng đuổi cho ta ta muốn lột ra cừu đầu yêu dao này chặt năm cái đầu của nó ta sợ ngươi không làm được cừu đầu yêu dao dù sao cũng là yêu vương trong sơn mạch vụ đô cũng có khí thế của bản thân mình nó biết nó rất khó thắng được đối phương thế nhưng không phải là không có lực liều mạng tức thì thân thể nó không lùi về sau, sát khí tràn ra, trên một cái đầu đột nhiên phun ra một ngọn hỏa diễm thật lớn, hỏa diễm xé rách không gian trước mặt. Khiến cho không gian gợn sóng, nhiệt độ trong không gian lập tức tăng lên. Siêu siêu, hai cánh nghịch lân yêu bằng khẽ quạt một cái. Không khí chung quanh lập tức giống như một cơn lốc khiến cho không gian gấp khúc. Trong nháy mắt đã thổi bay đám hỏa diễm kia đi. Lực lượng cuồng bạo ma sát tạo thành những đốm lửa trên không trung. Ngao một kích vô hiệu, cửu đầu yêu dao giống lên một tiếng, năm cái đầu lớn trên thân thể lúc này rít gào lên tục ánh mắt âm trầm nhìn vào nghịch lân yêu bằng, soạt một cái. Lập tức thân thể của cửu đầu yêu dao đột nhiên biến mất. Một đảo quang mang đỏ tươi nhanh như thiểm điện bắn ra. Xé rách hư không nhanh chóng xuất hiện trước mặt nghịch lân yêu bằng. Đó chính là cái đuôi vô cùng to lớn của nó. Cái đuôi này mang theo lực lượng cường hãn, hung hăng bắn tới. Lui cho ta tiểu long hét lớn một tiếng, không đợi nghịch lân yêu bằng xuất thủ, cái miệng nó mở ra, một cỗ hỏa diễm màu vàng kinh khủng. Nóng bỏng đốt cháy, không gian đột nhiên xuất hiện. Cỗ hỏa diễm này dùng một tốc độ vô cùng kinh khủng nhanh chóng bao phủ tới đạo quang mang đỏ rực kia. Siêu siêu, lúc này cái đuôi to lớn của cửu đầu yêu dao trong nháy mắt bị hỏa diễm màu vàng bao trùm. Giống giống, nhìn thấy yêu vương yếu thế, đám yêu thú phía dưới lập tức rít lên, dưới không trung đầu thạch vượn yêu vương cao 150 thước kia đột nhiên hóa thành một đạo quang mang phóng lên cao trực tiếp công kích về phía thiên sĩ tuyết sư. Giống, độc giác yêu nghiêu khổng lồ kia lúc này trên sừng đột nhiên phóng ra một cột nước lên cao trực tiếp đánh về phía thiên sĩ tuyết sư. Giống, giống, không đợi lục thiếu du kịp phân phó, thủy hỏa yêu dao đột nhiên từ trên trời nhảy xuống, thân thể còn đang trong không trung trên hai đầu kia lập tức có một cỗ hỏa diễm đánh xuống, cái đuôi trên thân thể cao lập lập tức đánh về phía thạch vượn yêu vương. Huyết ngọc yêu hồ lúc này cũng không cam lòng tỏ ra yếu thế, một tiếng hổ gầm vang lên, thân thể nhanh chóng khôi phục bản thể của mình rồi nhảy xuống. Trong cái miệng dữ tợn kia đột nhiên phóng ra một cột nước cuồng bạo về phía độc giác yêu nghiêu. Thái âm yêu thỏ, huyết tích dịch các ngươi cũng đi đi. Giáo huấn đám yêu thú này một chút, sát mặt lục thiếu du trầm xuống. Vâng, chủ nhân, hai đầu yêu thú đáp lập tức thân thể nhảy xuống phía dưới, hai cỗ khí tức khuếch tán, huyết tích dịch lúc này cũng đã đạt tới tứ giai hậu kỳ. Khí thế bất phàm, về phần thái âm yêu thỏ không cần phải nói, khí tức ngũ giai hậu kỳ khiến cho cửu đầu yêu giao trên bầu trời lúc này đại biến. Phanh phanh, giống, theo số yêu thú này đáp xuống trong không gian phía dưới đột nhiên vang lên âm thanh bạo liệt liên tục. Lại là một ngũ giai hậu kỳ vẻ mặt cửu đầu yêu dao trong bầu trời lập tức ngưng trọng hai yêu thú ngũ giai hậu kỳ. Nó tự biết mình không thể nào chống lại được. Lúc này nghịch lân yêu bằng không cho cửu đầu yêu dao có thời gian suy nghĩ, hai cánh khẽ đảo qua bầu trời. Trên lân phiến màu đen đột nhiên bắn ra vô số phong nhận giống như những lưỡi dao liên hoàn cắt vào người cửu đầu yêu dao. Phong nhận này mang theo thuộc tính phong tiếng gió rít gào liên tục vang lên cửu đầu yêu giao thấy vậy lập tức phun ra hỏa diễm hỏa diễm nhanh chóng khuếch tán sau đó lập tức nghênh tiếp phong nhận đang bắn tới tức thì âm thanh bạo liệt vang lên siêu siêu trong lúc này cánh của hai trăm đầu yêu thú phi hành phía xa đột nhiên dựng lên bắt đầu chuẩn bị đánh về phía thiên sĩ tuyết sư giống thiên sĩ tuyết sư giống lên một tiếng một cỗ khí tức thú vương lập tức khuếch tán trong bầu trời hai trăm đầu yêu thú phi hành đang muốn đánh về phía thiên sĩ tuyết sư kia đột nhiên hoảng hốt toàn thân run rẩy căn bản không dám tiến lên cửu đầu yêu giao hôm nay ta nhất định phải lột ra ngươi thanh âm của tiểu long quanh quần trong bầu trời hỏa diễm màu vàng trong miệng không biết từ khi nào đã đốt cháy trên người cửu đầu yêu dao lúc này tiểu long tuy rằng chỉ là tứ giai chung kỳ thế nhưng hỏa diễm màu vàng trong miệng nó há là thứ mà cửu đầu yêu dao có thể chống lại hỏa diễm màu vàng phun ra cửu đầu yêu giao cũng chỉ có thể tránh né mà thôi. nếu như bị hỏa diễm màu vàng của tiểu long bám vào thân thể, vậy thì cũng chỉ có thể kêu thảm thiết. hơn nữa thực lực của nghịch lân yêu bằng lúc này vốn đã hơn cửu đầu yêu giao, khiến cho cửu đầu yêu giao bị áp chế, vô cùng chật vật. phía dưới không trung lúc này thái âm yêu thỏ, huyết ngọc yêu hổ, thủy hỏa yêu giao còn có huyết tích dịch, bốn đầu yêu thú xuất hiện khiến cho hơn ngàn yêu thú không dám tới gần thái âm yêu thỏ và thủy hỏa yêu giao chống lại thạch vượt yêu vương thái âm yêu thỏ vốn là yêu thú ngũ giai hậu kỳ so với thạch vượt yêu vương còn cao hơn lại thêm thủy hỏa yêu giao có thực lực không thua thạch vượt yêu vương là bao huyết mạch của bọn chúng so với thạch vượt yêu vương còn mạnh hơn một ít dưới sự liên thủ của thái âm yêu thỏ và thủy hỏa yêu giao thạch vượt yêu vương liên tục rít gào tiếng kêu thảm thiết vang lên tuy rằng nó có lực phòng ngự cường hãn thế nhưng dưới sự vây công của Thái Âm yêu thỏ và Thủy hỏa yêu giao lúc này cũng đã không chịu nổi mấy đạo lợi chảo của Thái Âm yêu thỏ kia đã đánh vào da thịt của Thạch vượn yêu vương tạo thành một vết máu dài máu của Thạch vượn yêu vương đã bắt đầu xuất hiện phanh phanh lúc này huyết ngọc yêu hổ mang theo hổ chảo xé rách không gian công kích giống như thiểm điện khiến cho độc giác yêu nghiêu rít gào liên tục trên lưng của độc giác yêu nghiêu lúc này máu me đầm đia. Căn bản không phải là đối thủ của huyết ngọc yêu hồ. Có thái âm yêu thỏ, huyết ngọc yêu hồ, thỏa yêu dao, huyết tích dịch căn bản không phải làm gì. Nó chỉ là tứ giai hậu kỳ so với mấy đầu yêu thú kia còn kém hơn một chút. Vì vậy hiện tại huyết tích dịch chỉ có thể đứng bên cạnh mà thôi. Có chúng thú thái âm yêu, thỏ ở bên cạnh, Lúc này hơn một nghìn đầu yêu thú trong ngọn núi căn bản không dám tiến lên cả đám run rẩy lùi về phía sau. Lục thiếu du đứng trên lưng thiên sĩ tuyết sư nhìn vào cảnh tượng này. Quả thực so với suy nghĩ ban đầu của lục thiếu du cũng không có khác biệt quá lớn. Có đám nghịch lân yêu bằng ở đây đối phó với cửu đầu yêu giao và thạch vượt yêu vương vô. Cùng dễ dàng, thế nhưng lục thiếu du có chút bất ngờ đó là thạch vượt yêu vương và cửu đầu yêu giao lại đều đột phá. Phanh, giống trong ngọn núi tiếng rít gào vang lên không ngừng đất đá bay tán loạn thân thể yêu thú khổng lồ khẽ đi qua những tảng đá lớn trên mặt đất lập tức vỡ nát những cây đại thụ lập tức gãy đôi cả mặt đất run rẩy công tử một viên yêu đan ngũ giai vô cùng đáng giá nha nhìn thái âm yêu thỏ đã chiếm thế thượng phong lục tiểu bạch lập tức nghĩ tới yêu đan yêu đan ngũ giai tuyệt đối đáng giá tiểu tử không phải ngươi định đánh chết hết chúng nó đấy chứ nam thúc nhíu mày nói với lục thiếu du lục thiếu du do dự một chút rồi trả lời hay là giữ lại chúng nó vậy dù sao cũng có chút hữu dụng nam thúc nhìn đám yêu thú trong không trung lúc này không nói gì nữa nhìn thạch vượn yêu vương và độc giác yêu nghiêu lục thiếu du vốn định đánh chết hai đầu yêu thú ngũ giai này một viên yêu đan ngũ giai trung kỳ một viên yêu đan ngũ giai sơ kỳ đều cần cho việc luyện hóa sau này của hắn đối với hắn cũng có không ít tác dụng cũng giúp hắn thôn phệ để sớm đột phá thế nhưng nghĩ tới thực lực của hai đầu yêu thú ngũ giai này cũng không tồi đặc biệt là thạch vượn yêu vương kia đã là ngũ giai trung kỳ thực lực tương đương với vũ tướng ngũ trọng lục trọng bực thực lực này trong đám vũ giả cũng được liệt vào hàng cường giả hơn nữa trong sơn mạch vụ đô nguy hiểm này có mấy đầu yêu thú này ở đây không có ai dám tiến vào dược liệu bên trong cũng được bảo tồn lục thiếu du sau khi nghĩ kỹ điểm lợi hại lục thiếu du cũng không muốn đánh chết hai đầu yêu thú này nữa sau khi thu phục hai đầu yêu thú cũng tương đương với việc thu phục đám yêu thú trong khu vực nguy hiểm này đối với phi linh môn mà nói tuyệt đối có trợ giúp lớn siêu siêu một đạo lam quang chợt lóe đồng thời một chảo của thái âm yêu thỏ lập tức đánh vào trong ngực thạch vượn yêu vương dưới một chảo này cho dù là thạch vượn yêu vương có lực phòng ngự cường hãn thế nhưng máu tươi cũng đầm đìa nếu là yêu thú bình thường một chảo của thái âm yêu thỏ đủ để xé thành hai nửa siêu siêu thạch vượn yêu vương còn chưa kịp rít gào thì bị một đạo hỏa diễm từ trong miệng thủy hỏa yêu dao bắn tới hỏa diễm nóng bỏng trực tiếp bao phủ về phía thạch vượn yêu vương tức thì tiếng kêu thảm thiết của thạch vượn yêu vương vang lên liên tục siêu siêu trong nháy mắt này phong chi rực sau lưng Lục Thiếu Du mở rộng, chân khí dưới chân lóe lên, thân thể lơ lửng trước mặt Thạch Vượn Yêu Vương. Lúc này thân thể của Lục Thiếu Du chỉ bằng một con mắt của Thạch Vượn Yêu Vương, quả thực có thể nói là con kiến so với con voi vậy. Thạch Vượn Yêu Vương, ngươi có bằng lòng thuần phục ta hay không? Lục Thiếu Du nói, thuần phục nhân loại các ngươi sao? Không có khả năng, Thạch Vượn Yêu Vương rít gào một tiếng lục thiếu du cũng không cảm thấy ngạc nhiên yêu thú nếu như có thể dựa vào thực lực mạnh mẽ là có thể thu phục thì mọi người đều có thể thu phục rồi cũng không cần tới tác dụng của huyết hồn ấn của hắn và ngay cả linh giả cũng không có tác dụng nữa yêu thú đối với nhân loại có tâm lý chán ghét tuyệt đối có đôi khi dù chết cũng không thuần phục nhân loại chuyện này giống như nhân loại vũ giả cũng vậy cho dù chết cũng không trở thành tọa kỵ của yêu thú tiểu long qua đây giúp ta một chút ý niệm trong đầu lục thiếu du lập tức truyền tới đầu tiểu long muốn khống chế thạch vượn yêu vương này lục thiếu du biết tuy rằng hiện tại hắn có thể miễn cưỡng làm dược thế nhưng cực kỳ phiền phức thế nhưng có tiểu long hỗ trợ vậy thì vô cùng dễ dàng lão đại đệ tới đây thân thể tiểu long trực tiếp từ trên người nghịch lân yêu bằng nhảy xuống thân thể khi đáp xuống mặt đất đã bành trướng tới 400 thước cuộn tròn quanh ngọn núi, giống như một ngọn núi nhỏ, toàn thân tỏa ra uy áp tức thì khiến cho vẻ mặt thạch vượn yêu vương đại biến. Giúp ta khống chế nó, để ta bố trí huyết hồn ấn, thanh âm của lục thiếu du vang lên trong đầu tiểu long. Giống giống, thạch vượn yêu vương vô cùng kinh hoàng, muốn chạy trốn cũng không được trước người có tiểu long, phía sau có thủy hỏa yêu dao và thái âm yêu thỏ. Căn bản không có đường đào tàu, phi phi đối mặt với yêu thú ngũ giai trung kỳ tiểu long ty rằng chỉ là tứ giai trung kỳ thế nhưng lại không chút sợ hãi bắt đầu công kích thân thể to lớn xoay tròn trên lân phiến màu vàng lúc này có hỏa diễm nhảy lên đồng thời cái đuôi to lớn nhanh chóng quét về phía thạch vượt yêu vương sóng gợn trong không trung liên tục khuếch tán thạch vượt yêu vương lúc này trong lòng vô cùng lo lắng miệng khẽ rít lên một tiếng chân trước lập tức đánh ra một trường xuyên qua không gian mang theo quang mang đánh về cái đuôi của tiểu long. Siêu, tốc độ của tiểu long cực kỳ nhanh, nhanh đến mức lục thiếu du cũng phải ước ao. Lúc một quyền của thạch vượn yêu vương ập dến, cái đuôi của tiểu long trong nháy mắt xuyên thấu không gian cuối cùng hung hăng đánh vào cái chân lớn của thạch vượn yêu vương. Phanh, lần này trên ngọn nói cao vang lên một thanh âm bạo liệt. Giống, không biết thạch vượn yêu vương nổi giận hay đau đớn mà rít gào một tiếng, một kích của tiểu long khiến cho thân thể to lớn của thạch vượn yêu vương lùi lại phía sau ba bước. Có thể thấy lực phòng ngự của nó đáng sợ ra sao? Nhân loại, trước tiên ta giết ngươi. Yêu thú ngũ giai trí tuệ đã không thua kém nhân loại bao nhiêu. Thạch vượn yêu vương này lúc lui về đột nhiên công kích về phía lục thiếu du. Trong mắt nó, thực lực lục thiếu du là thấp nhất mà nhân loại trước mắt cũng là người dẫn đầu, chỉ cần đánh chết nhân loại trước mắt là nó có thể an toàn. Phi phi, tiếng quát vừa chấm dứt thạch vượt yêu vương vung chân trước ra mang theo một mảnh quang mang, trên cự trường các ngón chân uốn lượn giống như lợi chảo xuyên thấu không gian. Không gian chung quanh một chảo này trực tiếp gợn sóng, quang mang tràn gập trong nháy mắt bắn về phía lục thiếu du. Nhiệt xúc lớn mật, lục thiếu du khẽ quát một tiếng, vẻ mặt lạnh lùng, thủ ấn nhanh chóng đánh ra tức thì không gian chung quanh đột nhiên có một cỗ năng lượng thổ hệ giống như phô thiên cái địa lao tới lực lượng cuồng bạo tản ra như thủy triều trong nháy mắt hội tụ vào bên trong trường ấn lập tức trường ấn phóng lên cao trường ấn mang theo những đạo tàn ảnh liên tiếp tốc độ nhanh như thiểm điện trong nhanh chóng hội tụ sau đó trực tiếp đánh vào trào ấn của thạch vượt yêu vương hai đạo lực lượng khổng lồ trong nháy mắt va chạm với nhau từng tiếng nổ mạnh kinh thiên động địa vang lên trong không gian một cỗ kình khí cuồng bạo nhanh chóng khuếch tán trong không trung phanh phanh tiếng nổ quanh quần trong ngọn núi lực lượng cuồng bạo tan dần thân thể lục thiếu du hơi lùi ra phía sau một chút thực lực của thạch vượn yêu vương quả thực đúng là cường hãn khiến cho khí huyết trong cơ thể hắn có chút sôi sục thế nhưng cũng không có vấn đề gì quá lớn thạch vượn yêu vương vốn là yêu thú ngũ giai trung kỳ thực lực tương đương với vũ giả vũ tướng lục trọng của nhân loại Loại thực lực này quả thực lục thiếu du cũng không chút sợ hãi, trực tiếp chống lại cũng không có việc gì. Khục khục, dưới một đạo công kích thân thể thạch vượn yêu vương bị đẩy lùi lại mấy bước vẻ mặt cực kỳ kinh ngạc. Nó vốn tưởng rằng nhân loại trước mắt dễ đối phó nhất. Ai ngờ thực lực lại mạnh mẽ như vậy. Bất chợt một đạo quang mang chợt bắn tới thân thể tiểu long trong sát na lần thứ hai xuất hiện trước người thạch vượn yêu vương một đám lân phiến tràn ngập quang mang màu vàng mang theo một chút hỏa diễm. Thạch vượn yêu vương hoảng hốt thân thể to lớn lập tức lùi về phía sau. Ngao, trong miệng tiểu long phát ra một tiếng giống lớn thanh âm giống như long ngâm quanh quần trong không trung. Khí tức cường hãn lúc này càng thêm bạo ngược tiếng giống dường như có lực lượng áp chế vô cùng lớn trong nháy mắt khiến chúng yêu thú phủ phục. Dưới khí tức này ngay cả huyết tích dịch thủy hỏa yêu dao cũng có chút kinh hoàng trên lưng thiên sĩ tuyết sư nam thúc nhìn chăm chú vào tiểu long tinh quang trong mắt chợt bắn ra tất cả mọi chuyện vô cùng nhanh chóng thân thể to lớn của tiểu long dựng đứng lên so với thân thể của thạch vượn yêu vương còn cao hơn một chút từ trong con mắt thứ ba của tiểu long bắn ra một cỗ quang mang chói mắt bao phủ trên người thạch vượn yêu vương thạch vượn yêu vương nhanh chóng thối lui ánh mắt dại ra thân thể tức thì không thể nhúc nhích huyết hồn ấn lục thiếu du khẽ quát một tiếng, thủ ấn ngưng tụ tiếng thú giống như rồng kêu phương hót từ trong lòng bàn tay hắn mơ hồ truyền ra. Trong lòng bàn tay hắn lúc này đột nhiên xuất hiện một cái ấn vô cùng quỷ dị, cái ấn này giống rồng mà không phải là rồng, hổ mà không phải là hồ. Kèm theo một gỗ uy áp ngập trời nhanh chóng khuếch tán. Lục thiếu du không có một chút do dự nào. Huyết hồn ấn vung lên mang theo tiếng thú minh hung hăng đập vào trong mi tâm thạch vượt yêu vương hóa thành một đoàn huyết sắc quang mang rồi biến mất không thấy giữa không trung lục thiếu du bắt đầu đánh ra từng đạo trưởng ấn kỳ dị liên tục biến hóa từng đạo quang mang thần dị trực tiếp rót vào trong mi tâm thạch vượt yêu vương lúc này cỗ quang mang trói mắt kia trong con mắt thứ ba của tiểu long cũng biến mất theo từng đạo quang mang thần dị của lục thiếu du đánh vào trong mi tâm thạch vượt yêu vương ánh mắt vốn dại ra của thạch vượt yêu vương dường như có một chút dãy rủa khống thú thuật áp chế lục thiếu du khẽ quát một tiếng một đạo quang mang trói mắt đánh vào trong mi tâm thạch vượn yêu vương mang theo một cỗ uy áp ngập trời hùng hăng khuếch tán về bốn phía cuối cùng theo đạo thủ ấn này đánh ra thạch vượn yêu vương ngừng dãy giụa khi ánh mắt thạch vượn yêu vương khôi phục tinh quang ánh mắt nhìn lục thiếu du đã nhu hòa lại chủ nhân trên ngọn núi Thạch Vượn Yêu Vương mới vừa rồi hung hãn, thể sống thể chết không phục lúc này đang cung kính hành lễ với Lục Thiếu Du. Nhìn thấy cảnh này, Lục Tiểu Bạch vô cùng kinh ngạc, ánh mắt nam thúc lúc này cũng có chút giật mình, tuy rằng Lục Thiếu Du đã từng nói qua với hắn về khống thú thuật. Thế nhưng lúc này thấy tận mắt bằng vào nhãn lực của hắn, đương nhiên biết hiệu quả và sự quỷ dị của huyết hồn ấn này. Giống trong ngọn núi lúc này vẫn vang lên tiếng giống liên tục dưới sự công kích của huyết ngọc yêu hổ, thân thể to lớn của độc giác yêu nghiêu đã rơi vào tình trạng yếu thế. Thực lực của nó không thể chống lại được huyết ngọc yêu hổ. Siêu, sau khi lục thiếu du bố trí xong huyến hồn ấn vào trong cơ thể thạch vượn yêu vương. Thân thể không dừng lại lập tức xuất hiện trong bầu trời trước người độc giác yêu nghiêu. Huyết hồn ấn, lục thiếu du khẽ quát một tiếng, một cái ấn trực tiếp mạnh mẽ đánh vào trong mi tâm độc giác yêu nghiêu uy áp ngập trời và tiếng thú giống hung hăng đập vào trong mi tâm độc giác yêu nghiêu rồi hóa thành một đoàn huyết sắc quang mang biến mất không thấy theo thủ ấn của lục thiếu du biến hóa hai mắt của độc giác yêu nghiêu bắt đầu dại ra mạnh mẽ bố trí huyết hồn ấn với thạch vượn yêu vương lục thiếu du có một chút phiền phức thế nhưng đối với đầu độc giác yêu nghiêu này thực lực yếu hơn không ít cho nên mạnh mẽ bố trí huyết hồn ấn cũng không quá khó khăn từng đạo thủ ấn được đánh ra cũng không quá lâu cuối cùng đi một đạo thủ ấn mang theo quang mang thần dị đánh vào độc giác yêu nghiêu sắc mặt lục thiếu du cũng có chút tái nhợt tuy rằng huyết hồn ấn bất phàm thế nhưng huyết hồn ấn cũng không phải có thể tùy tiện thi triển tiêu hao cực lớn đặc biệt là tiêu hao về linh hồn lực tuyệt đối cực lớn chỉ bố trí huyết hồn ấn trong đầu hai đầu yêu thú ngũ dai mà lục thiếu du đã cảm thấy có chút ăn không tiêu chủ nhân khi lục thiếu du thu hồi thủ ấn thì độc giác yêu nghiêu đã bị thu phục ngao nhân loại đáng chết biến hóa phía dưới cửu đầu yêu dao đều nhìn thấy thế nhưng trước mặt có nghịch lân yêu bằng bản thân nó còn không lo nổi cho mình nữa là cứu hai tiểu đệ cửu đầu yêu dao hiện tại đã tới lúc lột da của ngươi rồi Tiểu Long hét lớn một tiếng, thân thể thu nhỏ lại, nhanh như chớp nhảy lên lưng Nghịch Lân Yêu Bằng. Phì phì, Nghịch Lân Yêu Bằng tiếp tục ngưng tụ ra một đám quang nhận đánh về phía Cửu Đầu Yêu Dao. "Siêu, nhân loại đáng chết ta sẽ không bỏ qua cho các ngươi." Cửu Đầu Yêu Dao thấy không ổn, thân ảnh trong nháy mắt thối lui, đâu còn dám ở lại. Thân thể hóa thành một đạo huyết sắc quang mang, trong nháy mắt bỏ chạy. "Nghịch Lân Yêu Bằng, đuổi cho ta!" Tiểu Long hét lớn một tiếng, hai cánh nghịch lân yêu bằng khẽ vẫy lập tức đuổi theo. Nhìn cửu đầu yêu dao chạy trốn, lục thiếu du nhướng mày, lập tức nói vài câu với thạch vượt yêu vương và độc giác yêu nghiêu. Sau đó thân ảnh nhanh chóng nhảy lên lưng thiên sĩ tuyết sư thái âm yêu thỏ thủy hỏa yêu giao, huyết tích dịch. Huyết ngọc yêu hồ lập tức thu nhỏ lại thân thể theo lục thiếu du nhảy lên lưng thiên sĩ tuyết sư. Có muốn ta xuất thủ đánh chết đầu cửu đầu yêu dao kia không? thành âm bạch linh vang lên trong tay lục thiếu du. Không cần, lục thiếu du mỉm cười, phương hướng đào tẩu của cửu đầu yêu giao là cổ vực. Khi trước hắn bị nó đuổi khắp sơn mạch vụ đô, hiện tại nên để nó nếm thử tư vị này. Thiên sĩ tiết sư dùng tốc độ cao nhất đuổi theo nó. Giống, thiên sĩ tiết sư dùng tốc độ nhanh nhất đuổi theo thân thể to lớn hóa thành một đạo bạch quang. Tốc độ nhanh như thiểm điện bắn về phía chân trời thân là vương giả trong đám yêu thú phi hành. Thực lực của thiên sĩ tiết sư tuy rằng không bằng cửu đầu yêu giao và nghịch lân yêu bằng thế nhưng trên phương diện tốc độ cũng không thua kém là bao. Trên bầu trời sơn mạch vụ độ từng tiếng giống vang vọng phía chân trời mà giữa không trung lúc này có không ít yêu thú cỡ nhỏ đang cố gắng vẫy cánh trốn ra thật xa. Thế nhưng vẫn không kịp rồi bị khí lưu đánh giặt ra xa. Ngao, rát, tiếng gầm gừ đinh tai nhức óc quanh quần phía chân trời những dòng binh đoàn và các đoàn đội trong sơn mạch lập tức ngẩng đầu nhìn qua tán lá về phía trước lúc này có hai yêu thú khổng lồ đang bay qua khí tức hung hãn khuếch tán khiến cho mọi người không khỏi dùng mình yêu thú thật mạnh mẽ phía trước hình như là cửu đầu yêu dao cửu đầu yêu giao hình như đang chạy trốn nó bị đầu yêu thú phía sau truy sát thì phải nghe nói cửu đầu yêu dao là yêu thú ngũ giai hậu kỳ thực lực cường hãn không ngờ lại bị yêu thú phía sau truy sát lẽ nào trong sơn mạch vụ đô này lại xuất hiện một yêu thú lợi hại nữa sao? Yêu thú trong sơn mạch vụ đô càng ngày càng mạnh, thu hoạch của đám dòng binh chúng ta sẽ ngày càng ít, nguy hiểm càng cao, quả thực không phải chuyện tốt lành gì. Dược liệu chúng ta thu được sẽ lại càng ít, trong sơn mạch có thêm yêu thú lợi hại, có lẽ không bao lâu nữa giá dược liệu lại tăng. Mau nhìn còn có một đầu yêu thú nữa dường như cũng đuổi theo cửu đầu yêu dao, trên lưng nó còn có người chẳng lẽ có người truy sát cửu đầu yêu giao sao? Cửu đầu yêu giao rốt cuộc cũng trêu vào cường giả rồi. Ngay khi không ít dòng binh đoàn trong sơn mạch vụ đô nghị luận, ba đầu yêu thú khổng lồ bay vụt qua. Cửu đầu yêu giao, ta xem ngươi có thể chạy trốn tới lúc nào. Tiểu Long hét lớn, thanh âm quanh quần trong không trung. Ta xem các ngươi có thể đuổi bao lâu. Cửu đầu yêu giao rít gào, trên năm cái đầu của nó, mười con mắt lúc này đều vô cùng dữ tợn. Liều mạng chạy về phía trước, lúc này Cửu Đầu Yêu Dao thực sự không hiểu nổi tên nhân loại đáng chết kia tìm đâu ra nhiều yêu thú thực lực không kém nó như vậy. Nó không, thể chống lại, phòng chừng sau khi rơi vào tay nhân loại nọ, nó sẽ thực sự bị lột ra rút gân. Siêu siêu, nghịch lần yêu bằng một đường đuổi theo thỉnh thoảng cự ly được kéo gần. Trong miệng nó lại phun ra một đám phong nhận, trực tiếp đánh về phía Cửu Đầu Yêu Dao. Ngao có lúc một ít phong nhận sẽ rơi vào trên cái đuôi to lớn của cửu đầu yêu giao tức thì tiếng kêu thảm thiết vang lên đại bộ phận còn lại của phong nhận thì rơi xuống phía dưới một đạo phong nhận cũng khiến cho một cây đại thụ che trời bị phá hủy phanh phanh âm thanh bạo liệt không ngừng quanh quẩn trong không trung dọc đường đi đám rong binh đoàn ngẩng đầu nhìn lên bầu trời chỉ có thể há hốc mồm thấy bảng dịch cần chỉnh sửa điểm nào hoặc đề xuất chuyện quý đạo hữu comment bên dưới Hẹn gặp lại quý đạo hữu trong movie sau.